kỷ niệm. Đấy. Cũng còn đọc sai nữa. Đọc mà không dám đọc Mỹ luôn. Đâu gọi tên Mỹ đâu. Đâu dám gọi tên Mỹ ném xuống đâu, không. Và điều đó các bạn biết không? Tất cả những điều đó đối với người Mỹ, mong muốn thế hệ Việt Nam vài chục năm nữa, lãnh đạo của người Việt Nam sẽ làm giống như lãnh đạo của Nhật. Thanh niên của Việt Nam vài chục năm nữa, thanh niên của Việt Nam giống như thanh niên niên Nhật bây giờ. Tức là không biết về cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam. Nếu như vậy, bằng cách là gì? Bằng cách là tuyên truyền, mượn cái mõm của các thế lực chống cộng cực đang ở nước ngoài tuyên truyền là cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh nội chiến, chứ không phải là cuộc chiến tranh xâm lược. Mỹ chỉ là đồng minh để vào giúp Việt Nam Cộng Hòa để ngăn chặn cái sự lan tỏa của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương. Đấy không? Đó là cái cách mà bây giờ muốn cố tình đang tẩy não trắng một bộ phận lớp trẻ, nó là như vậy. Và đó là cái tuyên truyền. Còn bây giờ con đường nào mà tẩy não nhanh nhất đó là trong cái gì? Đó là con đường giáo dục. Con đường giáo dục là nhanh nhất. Và câu chuyện tại sao cho Huỳnh nói điều đó. Và hiện nay ở đất nước Bangladesh, một đất nước Bangladesh là một bộ phận lớp trẻ, bộ phận lớp trẻ, tại sao sinh viên học sinh lại bị tẩy não như vậy? Bởi vì những kẻ đã từng học ở các trường như trường Fulbright đây nè, được đào tạo đó. Nên do vậy đặt đầu đọc một bộ phận lớp trẻ, họ quên đi cái giá trị lịch sử của cha ông của họ ngã xuống vì độc lập tự do cho đất nước. Cái ông cha của bà Hasina đó, bà thủ tướng đó, là người có công khai quốc công thần của Bangladesh. Được chưa? Bà thủ tướng khai quốc công thần, thành lập ra cái gọi là cái đảng Wanisiki gì đó, à, cái đảng đó, liên đoàn của cái đảng đó, là người khai quốc công thần đó. Nhưng bây giờ tại sao cái tượng của ông ấy bị kéo đổ sập xuống? Các bạn hãy hình dung tại sao nó là như vậy. Bởi vì họ tẩy não một bộ phận lớp trẻ rồi. Họ không nghĩ đến cái quá khứ của ông cha ta nữa, mà họ nghĩ cứ nghĩ là dân chủ, dân quyền và dân chủ cái trước mắt thôi. Và họ bỏ đập đi cái quá khứ đó. Thế thì Việt Nam chúng ta trong thời gian vừa rồi, trong cái câu chuyện, quay lại câu chuyện của bà Đàm Bích Thủy, nó sẽ như thế này các bạn. Trong câu chuyện này cho Huỳnh tóm tắt thôi, bà ta mới nói như thế này. Tức là có một câu hỏi nha, cho Huỳnh đọc cái câu hỏi nó như thế này các bạn này. Nếu bạn không muốn, một trong những tôi tò mò về lịch sử hai quốc gia rõ ràng trước đây là Bắc và Nam Việt Nam, và tất là Việt Nam. Chiến tranh điều đó đã làm được điều gì từ cả cộng đồng trường đại học, sinh viên? Họ có biết về lịch sử đó không? Và ảnh hưởng như thế nào đến sự tương tác giữa các hội đồng của bạn? Bà Đàm Bích Thủy này trả lời rất là dài, rất là dài, nhưng mà tôi sẽ đọc cái cốt lõi của cái câu chuyện đó thôi, nhớ không? Để cho mình đọc cái cốt lõi của cái bà này trả lời, mà cái nhấn cho bà trả lời dài lắm. Người ta dạy ở Việt Nam rằng chỉ có một chuyện lịch sử, và điều chúng tôi đang cố gắng thách thức khi bạn nói về lịch sử. Có rất nhiều lớp lịch sử và có nhiều cách giải thích về lịch sử. Làm thế nào bạn có thể cung cấp cho học sinh nhiều hơn thế một cách giải thích về những gì đã xảy ra trong quá khứ, và để họ quyết định xem lịch sử là gì đối với họ, hoặc họ thích hay là không thích nó. Hãy nói cụ thể về cái gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam hay chiến tranh chống Mỹ, tùy thuộc vào quy mô và cách gọi của nó. Đấy, đó là bài trả lời như vậy. Rồi sau này chúng ta vậy nên trong một khóa học lịch sử của mình, tôi nghĩ các giáo sư lịch sử đã chiếu một tập phim về chiến tranh Việt Nam của Ken Bum, mà thực ra con gái tôi làm việc đó đối với họ ấy, với Ken Bum. Và vì vậy tập cuối cùng được gọi là sức nặng của ký ức, nên giáo sư đã cho xem và họ đã thảo luận, và tôi được biết rằng cả lớp học khóc sau khi làm xong việc đó. Tất nhiên là giáo sư hơi lo lắng và khóc hàng tuần vì điều gì đó, và sau đó tôi đã nói sai điều gì đó làm tổn thương lớp học. Tức là ông giáo sư này, ông chiếu cái bộ phim Cuộc Chiến Tranh Việt Nam cho lớp học xem, cái lớp học Fulbright đó xem. Sau khi chiếu xong thì đối với cái phương pháp khai phóng của người Mỹ,
thì sau khi xem một bộ phim hay một chủ đề nào đó thì học sinh được quyền bàn luận, thảo luận về cái nội dung bộ phim đó hoặc là chủ đề nào đó của ông giáo sư đó đưa ra. Thế thì khi chiếu bộ phim Cuộc Chiến tranh Việt Nam thì ông giáo sư đó cho cái lớp học này thảo luận. Được chưa? Ông giáo sư này cho học sinh nó thuận. Sau khi thảo luận xong thì về cả tuần như vậy, số học sinh, sinh viên của trường đại học Fulbright ở Việt Nam này họ khóc cả tuần như vậy. Khi họ khóc cả tuần như vậy thì ông giáo sư với ông thắc mắc là ô, mình có làm gì có lỗi với học sinh không? Mà tại sao? Hoặc mà tại sao học sinh lại khóc như vậy? Thế thì ông ấy đi đến tìm hiểu. Ông ấy mới tìm hiểu lý do tại sao học sinh lại khóc như vậy. Được chưa? Thế thì ông tìm hiểu nó như thế này các bạn. Sinh viên nên tôi và có trao đổi với lại cái việc này, trao đổi với lại bà Đàm Bích Thủy, lúc đó là hiệu trưởng của các trường đại học. Được chưa? Bà nói như thế này các bạn. Sinh viên nên tôi đến khi còn là sinh viên và hỏi họ rằng tại sao bạn lại xúc động đến vậy, vì vậy vì bạn được sinh ra. Tức là bà Đàm Bích Thủy này, bà hỏi học sinh sinh viên của bà, thì sinh viên nó trả lời hỏi học sinh sinh viên nó như thế này này. Đấy. Sinh viên nên tôi đến khi còn là sinh viên và hỏi họ rằng tại sao bạn lại xúc động đến vậy, vì bạn được sinh ra và trải nghiệm hàng thiên niên kỷ. Bạn sinh ra vào năm 2000, bạn không biết nhiều về cuộc chiến tranh, bạn học về nó ở trường những năm sau đó bạn. Nhưng đó, tôi nghĩ có một cách giải thích về cuộc chiến tranh. Tức là bà này muốn nói rằng này như thế này này. Bà này muốn nói rằng, bà hỏi học sinh là bạn tại sao lại xúc động khi xem bộ phim đó, trong khi đó bạn đã học hàng bao nhiêu thập niên ở trường Việt Nam, tức là được giáo dục về lịch sử của Việt Nam. Tại sao là xem bộ phim về lịch sử của người Mỹ nói về cuộc chiến tranh Việt Nam, tại sao bạn lại xúc động như vậy? Tức là bà Đàm Bích Thủy họ sinh viên đó là như vậy. Các bạn hiểu chưa? Tất nhiên cái câu chữ nó là như vậy, nhưng mà cái cốt lõi nó là như vậy. Được chưa? Thì bà ta nói tiếp. Đó. Bà ta, tôi nghĩ có một cách giải thích về chiến tranh và điều gì cơ bản khiến bạn cảm động đến mức bạn phải khóc. Và họ nói với tôi rằng, khi bà hỏi như vậy thì bắt đầu học sinh mới trả lời với bà rằng, đấy, như thế này các bạn. Chưa bao giờ nghĩ rằng, tức học sinh trả lời với bà, sinh viên trả lời với bà, chưa bao giờ nghĩ rằng người Mỹ đau khổ đến vậy. Vì chúng tôi nghĩ rằng chỉ có người Việt Nam đau khổ, và cho đến khi chúng tôi nhận ra điều đó thì trở thành, tức là khi mà trở thành cái nỗi mà nỗi trở thành cái suy nghĩ coi như là nỗi đau của người Mỹ. Tức là khi ở Việt Nam thì rõ ràng chúng ta chỉ biết được người Việt Nam chúng ta chịu khổ cực đau khổ vì cuộc chiến tranh này. Nhưng khi qua xem bộ phim của chiến tranh Việt Nam đó thì sinh viên của học sinh ở Việt Nam này mới thấy rằng người Mỹ đau khổ cũng đau khổ. Các bạn thấy chưa? Những kẻ đi xâm lược gây ra chết chóc đau thương của dân tộc này, bây giờ cho học sinh của người Việt Nam xem bộ phim đó, để rồi chính người những bộ phim đó đã tẩy trắng đi những gì học sinh đã học. Trắng đi trong cái não học sinh đã học. Nên do vậy học sinh mới nói nên cảm nghĩ của mình là họ thương cho những người Mỹ và nói rằng người Mỹ cũng chịu đau khổ, đó khỏi riêng với người dân Việt Nam. Đấy, cái mà nó đang nằm ở chỗ này đó các bạn. Và tiếp tục như thế này các bạn. Và tôi nghĩ đó là thời điểm suy yếu đối với học sinh. 12 năm học chỉ học một cách giải thích về lịch sử. Đấy chưa? Bây giờ bà ta đang xúc phạm vì gì? Xúc phạm đến lịch sử của dân tộc. Đó là bà thấy đó như thế này này. Trong 12 năm học, tôi nghĩ đó là thời điểm suy yếu đối với nhiều học sinh trong 12 năm học. Chỉ học một cách giải thích về lịch sử. Đau đớn không? Học lịch sử đấy. Chúng ta đau đớn thì chúng ta phải giải thích cái cách chúng ta đau đớn chứ. Chúng ta giải thích bằng cái gì ở đây? Chúng ta không thể đứng ở vị trí một thằng xâm lược, một thằng đang đâm đáy dao đâm mình. Chúng ta không thể đứng vào vị trí của nó để giải thích được. Mà chúng ta giải thích bằng cái người, chúng ta là một người đang bị đâm, một người bị đâm oan, một người bị đánh oan. Đúng chưa? Nhưng bà ta lại nói câu điều đó. Các bạn thấy đau đớn không?
đáng phỉ nhổ vào mặt đàn bà Bích Thủy không? Chúng ta lên án hay không? Rồi các bạn nghe tiếp. Tôi nghĩ rằng đó là chính xác. Bà ấy còn nói rằng tôi nghĩ rằng đó là chính xác những gì chúng tôi muốn đối với cái gọi là giáo dục nghệ thuật tự do. Giáo dục tự do. Bạn cần nhìn mọi thứ từ những lăng kính khác nhau và đặc biệt là trong lịch sử. Đấy. Bà ta đang hướng đến là khi học sinh sinh viên của trường Fulbright này nhìn về bất cứ một lăng kính, về cái bất cứ một cái môn học nào đều qua một lăng kính đa chiều. Nhưng mà đặc bà nhấn mạnh đặc biệt trong vấn đề lịch sử. Ok. Trong bất cứ một nội dung học nào đó về vấn đề giáo dục khai phóng có những điều rất là nhiều cái điểm mạnh của nó. Không phủ nhận điều đó. Nha, Châu Quỳnh phản khẳng định nhớ này. Châu Quỳnh không bao giờ phủ nhận điều giáo dục khai phóng có những cái rất là tuyệt vời. Đó là gì? Đó là thảo luận qua một câu chuyện hoặc sự vật hiện tượng nào đó thì bắt buộc học sinh có cái nhìn đa chiều về sự vật hiện tượng nào đó để rút ra những cái gì là điểm mạnh, điểm yếu và rút ra cho những cái gì là điểm mạnh nhất để chúng ta thực hiện cho nó tốt hơn. Đúng không các? Đó là cái gọi là giáo dục khai phóng. Nhìn nhiều lăng kính. Đúng không? Tôi lấy ví dụ một câu chuyện nào đó hoặc là sự kiện, cái quyết định nào đó của chính phủ đưa ra thì được khi đưa ra cho người dân, chúng ta gọi là người dân đóng góp ý kiến. Đúng không? Hay bây giờ chúng ta nói đúng hơn nè, người dân được tham gia đóng góp ý kiến hoặc là người dân tham gia phản biện xã hội. Để mục đích là gì? Để phản biện, để được thấy được những điểm yếu, điểm mạnh của cái quyết định nào đó của nhà nước hoặc là của chính phủ đưa ra, để chính phủ lắng nghe những ý kiến của người dân. Đúng không? Tôi nói ví dụ là như vậy nha. Vâng. Những cái điểm nào là đa số thì nhà nước mới ra cái những cái luật định để làm sao để hợp với lòng dân. Đó là tham biểu bản biện xã hội. Thì trong học sinh nó cũng vậy. Nó đưa ra một chủ đề thảo luận xã hội nào đó, học sinh đưa ra cái ý kiến của mình. Đúng không? Rồi sau đó người chủ tọa có thể là hướng đến học sinh qua những cái đa số đó. Đúng không? Đấy, cả khai phóng nó vậy. Thế thì đó là những cái môn, các môn khác. Còn môn lịch sử không thể nhìn đa kính được. Đúng rồi. Không thể nhìn có nhiều lăng kính được. Tôi là đất nước Việt Nam chúng tôi chịu sự xâm lăng của đất nước khác, đem bom đạn đến rải đất xuống đất nước tôi, mục đích để khuất phục dân tộc này, làm tay sai nô lệ cho họ. Thì tôi không có nghĩ khác được. Tôi không nghĩ khác được. Tôi nghĩ đó là bọn chúng mày đến xâm lược đất nước tao, muốn khắc phục tinh thần của dân tộc tao, để tao phải làm nô lệ cho chúng mày. Không thể nghĩ khác được. Không thể dùng lăng kính nào để nhìn được cái cuộc chiến tranh này. Đúng không các bạn? Nhưng bà ta bây giờ đang đầu độc một bộ phận lớp trẻ, nhìn lịch sử và nhìn qua nhiều lăng kính. Nó nguy hại không? Hả các bạn? Cực kỳ là nguy hại cho một thế hệ lớp trẻ chúng ta sau này đó các bạn. Chứ không đơn giản đâu. Tôi nói ví dụ trong gia đình của các bạn thôi, nó không xa nha. Có một thằng nào đó, cha mẹ của các bạn trong quá khứ, thì trong quá khứ cha mẹ là đi lao động đồ, cày quê cướp mướn đồ, làm ăn nuôi mình khôn lớn lên như thế này, nhớ không? Sau này mình ra ngoài xã hội rồi, bởi sau mình trở thành ông to bà lớn rồi, ăn trên ngồi tróc rồi, bắt đầu ngồi với nó như thế này. Cha mình hồi xưa, mẹ ba thời bắt đầu ngồi nói chuyện ra, bắt đầu thằng con năm nay mới cha mẹ cày thuê cũng muốn cả cuộc đời, chả có cái ông chức bà to khỉ mẹ nào hết, đúng không? Nhưng mà cày thuê đuốc muốn cho thằng con đi học trở thành có quan chức, trở thành một doanh nghiệp làm ăn giàu có. Bắt đầu ông bị so sánh nói thế này đây: thời ba hồi xưa, ba năm nay lúc đó con năm nay 30 tuổi, con công danh sự nghiệp, nhưng mà thời ba lúc đó 40-50 tuổi đến bây giờ ba vẫn thành ông nông dân. Các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ như thế nào? Đấy. Không thể hiểu lịch sử có cái kiểu đó được các bạn. Không thể hiểu lịch sử cái kiểu đó được. Đúng không? Đấy, nó như vậy đó. Nó đang đầu độc chúng ta như vậy đó. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Tôi nói đơn giản vậy, dễ hiểu nhất đó. Đúng không? Thưa với các bạn, đó là vậy đó. Nên như vậy, họ đang cổ suý cho chúng ta mà cái này ghê gớm hơn nữa. Bà ta nói như thế này: khi ông Obama qua thăm Việt Nam,
82% đấy là người Việt Nam là yêu quý ông Obama. Đấy. Và chị gì? Và ông nói, bà nói như thế này, thiện, ai có thiện cảm với ông Obama và chỉ đứng sau Mỹ. Cái vấn đề này bạn nghĩ sao? Câu nói này em nói đấy, cái vấn đề này tối hôm qua trên fanpage của em nói vấn đề này đấy. À rồi, câu các bạn nghĩ sao về chỗ này? Các bạn nghĩ sao về chỗ này? Châu Huỳnh ok luôn. Ok luôn, không sao cả. Không phải ok ở chỗ này các bạn, mình phải có cái nhìn đa chiều. Ok ở chỗ này nè, Châu Huỳnh nói là có lý do của nó. Ở chỗ nào? Người dân Việt Nam cái này phải nói Rất là yêu chuộng hòa bình. Như thế này, người dân Việt Nam không phải là yêu mấy ông, yêu chuộng hòa bình, đúng rồi. Cái thứ hai là người dân Việt có một lòng vị thế, và người dân Việt Nam luôn nghe lời theo đảng. Bởi vì sao? Đảng với nhà nước gì gá lại là đúng không? Còn chuyện không thì đâu ra người dân, nhưng mà đúng không rồi. Nhỏ như qua cái câu chuyện này, người chúng ta phải hiểu được là gì? Người dân Việt Nam chúng ta là luôn luôn yêu chuộng hòa bình, luôn luôn tha đúng thứ rồi. Đúng không các bạn? Và luôn luôn lắng nghe những gì mà chính phủ đưa ra, nhà nước chúng ta đưa ra, đúng không? Đấy, chúng ta phải nói, đừng có nói rằng chúng ta cuồng người Mỹ, là chúng ta sợ người Mỹ vì chúng Mỹ đem đến đô la. Không phải đâu các bạn. Thử xem người Mỹ bây giờ trở mặt xem nhân dân Việt Nam có đứng lên không? Thử xem. Rõ ràng. Nhá, nói như thế các bạn ạ. Chúng ta phải có một sự chia sẻ cho nó nhìn ở nhiều cái góc cạnh để chúng ta đưa ra một cái gì, chúng ta có một cái nhận xét làm sao cho nó xác đáng các bạn. Nâng cao lên vị thế của chúng ta mà chúng ta không phải bị nép vế trước những cái luận điệu xuyên tạc của kẻ khác. Đúng không các bạn? Đấy, đó là Châu Huỳnh muốn đưa lên cho các bạn một cách nhìn thêm, nó là như vậy. Đó, có thể là Châu Huỳnh khác anh khác em. Anh khác em một góc nhìn nào đó, nhưng với góc nhìn của anh nó là như thế. Nhưng góc nhìn của em thì anh mà ai người khác thì mình cũng tôn trọng thôi, không vấn đề gì cả. Đúng không? Không vấn đề gì cả. Về cái quan điểm của anh thì này nữa, mình chia sẻ tiếp. Cho anh chia sẻ. Vâng. Em nói đi.